Chào tất cả các bạn đang xem kênh ẩm thực nhà làm. Hôm nay ẩm thực nhà làm lại có thời gian để vào bếp để chia sẻ với các bạn cách làm nem truyền thống, nem rán Hà Nội. Nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị gồm có 300g thịt băm, thịt lạc heo, vai nhé, 50g miến rong, 200g su hào, 100g cà rốt, 100g hành tây, 2 quả trứng gà. Và ở đây mình có chuẩn bị là 3 cây mộc nhĩ khô, 10 cái nấm hương khô, 1 củ hành khô lửa củ, tỏi và 1 quả ớt sừng. Ở đây thì mình có chuẩn bị là 30 cái bánh đa lem. Nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị gồm có nước mắm, hạt lêm, tiêu xay, giấm trắng và đường. Bây giờ thì mời các bạn cùng vào bếp cùng làm với mình nhé. Mình sẽ cho nước ấm vào cái nấm hương mộc nhĩ khô này để mình ngâm nhé. Ngâm trong vòng 15 phút. Phần miến này mình cũng sẽ cho nước ấm vào để ngâm. Bây giờ thì mình sẽ cho thịt băm và tất cả cái gia vị chuẩn bị vào đây để mình trộn. Mình sẽ cho vào đây 2 quả trứng gà. Một muỗng cà phê mắm nước. Một muỗng hạt nêm. Và một muỗng cà phê tiêu xay. Và bây giờ mình sẽ đảo đều lên và để 10 phút cho ngấm gia vị nhé. Trong khi chờ nhân nem ngấm thì mình sẽ băm nhỏ cái phần ớt sừng và cái phần tỏi này ra để làm nước chấm. Bây giờ thì mình sẽ pha nước chấm nem với tỷ lệ là một đường, một giấm, một mắm nước và 5 nước lọc. Mình sẽ khuấy đều và mình sẽ cho tỏi ớt băm vào nhé.
Sau 10 phút gia vị ngấm rồi thì bây giờ thì mình sẽ cuốn nem các bạn ạ. Mình sẽ cho một lượng nhân vừa phải. Khi mà gói nem thì mình sẽ gói bằng tay một chút để chiên thì nó sẽ giòn hơn. Sẽ gấp hai đầu lại. Mình sẽ cho nhiều dầu vào trong chảo để khi mà mình cho nem vào thì nó sẽ ngập dầu. Bây giờ cho đũa vào thì dầu đã sủi rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cho nem vào đây. Bước đầu mình sẽ chiên sơ nem 70% rồi mình vớt ra. Lát mình chiên lại lần 2 cho giòn nhá. Nem chiên sơ đã chín 70% rồi, bây giờ thì mình sẽ vớt ra. Đây là mẻ đầu mình chiên được đây. Chiên lần 1 đây các bạn. Rất là ngon. Cái nem là không bị vỡ. Này là mình sẽ vớt ra này.
Và đây là chỗ lem mình đã chiên xong lần một nhé. Mình đang để cho nó nguội bớt. Xong rồi là mình sẽ chiên lại lần hai. Và bây giờ thì mình sẽ chiên nem lần hai. Và đây là những chiếc lem mẻ đầu tiên, thành quả của mình hôm nay. Màu sắc thì cũng tương đối là vàng, là đều. Cái điều quan trọng nhất là cái lem của mình là nó rất là giòn. Mình sẽ cắt thử một cái ra, rất giòn các bạn ạ. Bên trong là nhân bên trong là đã chín rồi, vỏ vỏ bên ngoài rất là vàng, rất là ngon. Rất nóng và rất giòn, rất ngon các bạn ạ. Các bạn xem video mà thấy cách làm nem rán, nem truyền thống Hà Nội của mình mà thấy cách làm hay mà hấp dẫn thì hãy cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nhé. Nhìn miếng nem rán rất hấp dẫn các bạn ạ. Rất giòn, rất ngon. Nhân thì gia vị rất là vừa vặn. Mình chúc các bạn có cách làm nem rán Hà Nội ngon nhất, hấp dẫn. Món này mình có thể mình chuẩn bị cho là một trong những món ăn ngày Tết. Rất ngon các bạn ạ. Và đây là đĩa mình đã chuẩn bị để mình cho lem ra đĩa. Mình lót ít xà lách, ít rau mùi và có tỉa hai bông hoa cà chua để coi trang trí món ăn này cho nó thêm phần hấp dẫn.